xin chào anh em đã quay trở lại với một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay anh em mình sẽ ra chân cầu Hoàng Văn Thụ, bay với anh em đường bay 100m. Anh em đang ra. Trước tiên là sẽ lên siêu phẩm 4m của anh Thái Phạm với bộ chuông Thái Bình. Áo của anh Đình Chiến siêu nét. Áo anh Đình Chiến thì không thể chê được, cực kỳ đẹp và cực kỳ nét. Tất cả là may hết. Khung là anh Diều Sáng Đồng Nai lên đúng không anh? Con này còn chú dễ lên nhờ. Bộ chuông Thái Bình này là đê bao nhiêu hả anh Thái? Đéo anh em ạ, hôm nay nắng hơi co lên tí, cánh hơi cong. Mình vặn cái khung cái quá là hợp lý. Chuông D70 của bác nào thì ai làm thì vào chấm mem phát. Đẹp lắm. Anh em đón chờ nhá, anh em đang tập trung quân ra, hôm nay sẽ bay anh em bộ đêm 130 luôn. Rồi lên thôi. Siêu phẩm quá đẹp. Anh em đang ra đây rồi. Rồi lên cho anh em hòa âm D130. Ấy. Hello. Ấy, trọng tâm của hôm nay sẽ là đi 130. Tứ đưa, cầm im với anh ấy, để anh chân nào, để anh đất nào. Đấy, cầm để im thế nào để anh cho kiểu ảnh luôn nào. Đứng gì cái đây, không là cái cây nó vướng. Đấy, nó che mất anh nhìn. Chú Diêu, để chú Sáo với anh. Thôi được rồi, em cứ cầm đi, tí ấy sau chú Sáo cho sau. Sáo của ai đấy à, Hữu à? Sáo ai làm ấy? Cánh diều xa quê. Cánh diều xa quê nhá anh em nhá, đêm 130. Xùi. Ấy. Ok, tí quay chi tiết rồi. Cho con anh Thái lên trước nào. Thái Phạm. Đéo là còn sót một đôi rồi Hữu ơi. Ấy, coi vào hòa âm đây. Anh mình dạo chơi lắm sáo đẹp thế nhở, đeo gần kính dây băng nữa kìa. Dạ em chào anh ạ. Sáo này chào anh em nhá. Đấy. Sáo này của cánh diều xa quê nhá. Ui giời, găng tay găng tiếc sợ thế nhở. Rồi tí em quay sau để em quay con cho anh Thái lên nữa, xem bộ chuông kêu như nào. Ra góc ngoài này đi anh em. Rồi góc nào? Ra góc ngoài này. Chuông này hay thả đấy hả? Đâu, mới thả đấy. Thả một lần rồi thứ hai. Giới thiệu anh em siêu bộ combo của anh Thái Phạm nhá. Trái tim đường bay 100m. Đây này anh em ạ. Trà 4m2 với cổng 3D90 sao chú Hải. Gió chưa đều lắm. Chị
Tiếp theo sẽ là siêu phẩm đại trà mấy mét đây à Hữu ơi? 2m2 à? 3m2 à? Kiêm chủ nhân của bộ sáo D130 anh em nhá. Ủa có thể cho anh mượn anh cho anh em xem qua tí được không nhỉ? Bộ gỗ dã man thế này. Gỗ này là gỗ gì ấy à? Không biết gỗ gì anh ạ. Ừ, sao lại nó cứ trắng trắng này, đỏ đỏ này nhỉ? Hay nhỉ? Bộ đê bao nhiêu à Hữu? 55 anh ạ. Cũng sáo cánh diều sao quê à? Đẹp quá nhỉ. Mù cao luôn. Đẹp lắm anh em ạ. D55. Mù này. Chuẩn mù Thái Bình luôn. Mù cao dày đẹp. Mũi gái 18. Bộ này đã bay lần nào chưa em? Chưa bay lần nào. Vừa mới lấy được đúng không? Anh em biết gỗ này gỗ gì không thì cho lời comment nữa. Rồi, em này sẽ lên tiếp tục. 3m2 đại trà khung tre cái carbon cộng hòa âm D55 miệng mù lồi gỗ siêu đẹp ở cánh diều xa quê. Lên tiếp theo nhá. Theo sẽ là siêu phẩm đại trà 3m1 của anh Lợi nhá. Bên bộ quài D bao nhiêu đây anh Lợi? D75. 9 lạng. Bộ này sáo của ai hả anh Lợi? Anh chả biết sáo ai, anh Huy anh kỹ mà. Huy anh kỹ. À, chức lấy lại âm à? Chức lấy lại âm. Sáo này vàng ấy. Chân trầm đẹp, chân trầm này cũng của anh Huy anh Kỷ luôn còn gì nữa. Đắp chân đắp chiếc đàng hoàng luôn. Đai đồng luôn. 9 lạng đắp anh ạ. Cho em này lên tiếp theo nhá anh em nhá. Nó to lên hết. Ôi. Vào nhìn coi bộ sáo nó ăn hết con diều rồi. Được rồi anh ạ. Ba mét một D75 9 lạng lên tiếp theo anh em nhá. Diều và sáo là của anh người vận chuyển. Xem âm của em nó thế nào đây. Đang đợi gió nó to lên một chút nữa để đâm trâu trọi vào hòa âm D130 lạng 5 cân nhá anh em nhá. Anh em cùng đồng hành theo dõi để tí nữa lên trâu trọi 6m8 và hòa âm D130 thưởng thức âm của em đó anh em. Nhầm đường rồi, đi thẳng đi.
tiếp theo sẽ là anh Trung ơi, mấy mét hả anh? 4 mét à? Coi 96 ngày xưa đấy à? Bay ngay gần đường nên hơi ồn tí, anh em thông cảm nhá. Chú Trung ơi, đi hơi quá rồi chú Trung ơi. Đi theo lối này, lối này. Vào rìu chú ấy. Hôm nay sẽ là 5,5 m của anh Thái Phạm nhá. Với bộ công 3. Bộ công 3 đấy bao nhiêu anh này? 92 lặng phết đấy. Cân 6 anh em ạ. Alo. 5 cân không nít ở đâu anh ạ, gục ngay. Nó không may rồi, nó toàn 6 rồi. Đúng rồi. Nắp trâu đi. Gục ngay, gió thật to cơ. Rồi, chuẩn bị lên nhá anh em nhá. Ngắn ngắn thôi. 5,5 m anh em nhá. Cổng 3. Tiếp tục. Gió bây giờ đẹp lắm rồi anh em ạ. Xong ngày hôm nay sẽ là trọng tâm của ngày hôm nay nhá. Đó. Hôm nay hơi neo người nhưng vẫn nick một dàn luôn. Anh em đâm để ý lèo nhá. Ta xem âm bộ này nào nhá anh em nhá. Đây ơi, cạn đây kìa.
và gió giàn thì nó đã át hết. Chưa được đều lắm nên là chưa lắp rìu anh em nhá. Lên 6m8 để cõng hòa âm D130 đây. Con rìu như anh em chứng kiến nó đã cõng được cả hòa âm 7 cân. Và hôm đã bay ở bãi Đài Men bay gió siêu to, lúc nó dướn lên anh em nhìn cũng cùng có chất lượng không? Quá uy tín luôn. Hôm nay sẽ cho nó cõng D130. 5,5 cân. Sáo của cánh diều sao quê nhá. Nó lên đẹp rồi. Các siêu phẩm cũng đã yên ổn rồi. Nick. Gió đẹp rồi anh em ạ. Bây giờ mới nick được. Diều phải nói quá chất lượng, từ khung lên nào form Vũ Xuân, áo Nguyễn Anh Tuấn Mai, khung Nguyễn Anh Tuấn Độ, hòa âm D130 cánh diều xa quê. Rực rỡ. Đèn căng, cảnh còng rất đẹp. Đứng đây em nhìn được cuộn dây mới lắm. To, sao to anh em? 5 cân vẫn gõng được. Xong anh em nhá. Cho cụ ra đồng thôi. Hơi sấp một chút. Sáo hơi lủng lẳng, bắt đầu từ con 2 độ lên hơi lủng lẳng một chút. Chân sáo chưa được khít. Bắt đầu gọi, nhưng mà hôm nay bay thử test không. Chủ sáo nhá, vô hữu. Sao thả ra, anh được
gió hơi bé. Gió béo quá sao không kêu được. Này sao sao không kêu được, chỉ đủ reo lên thôi. Cho xuống rồi anh em ạ. Êm rồi, như đặt.